Này thiện hiện, các đại Bồ Tát thấy tất cả công đức tự lợi lợi tha như thế, nên phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, rộng mãnh tinh tấn tu hành bát nhã ba la mật đa, kiên cố không thối lui. Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì trời người A Tố Lạc vân vân ở thế gian đều phải cúi đầu cung kính cúng dường. Phật dạy này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, nếu Đại Bồ Tát phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian đều nên cúi đầu cung kính cúng dường. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát vì độ thoát khắp các hữu tình, nên lúc mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột được bao nhiêu phước? phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát vì độ thoát khắp các hữu tình nên khi mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột số phước đạt được vô lượng vô biên tính đếm thí dụ chẳng thể hết được này thiện hiện giả sử tất cả hữu tình đầy thế giới tiểu thiên đều đạt bậc thanh văn hoặc bậc độc giác theo ý ông thì sao các hữu tình ấy được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước của họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện phước đã đạt được kia so với số phước đạt được của một vị đại bổ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình thì chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần trăm ngàn ức triệu vì sao này thiện hiện vì thanh văn độc giác đều nhờ đại bồ tát mà có chứ chẳng phải đại bồ tát nhờ các thanh văn độc giác mà có này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới tiểu thiên đều hướng đến bậc thanh văn hoặc bậc độc giác đạt được giả sử tất cả hữu tình đầy ắp thế giới trung thiên đều hướng đến bậc thanh văn hoặc độc giác theo ý ông thì sao phước của các hữu tình ấy nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước mà họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện lượng phước đã đạt được so với lượng phước đạt được của một đại bồ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình thì chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần của nhiều phần trăm ngàn ức triệu